Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kênh Giải Trí, kênh cập nhật tin tức sao Việt nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Quý khán giả đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Giữa tâm bão ồn ào sau ly hôn, Thanh Bình biến trang cá nhân thành màu đen u ám. Ngỡ tưởng sau khi công bố chuyện ly hôn, Thanh Bình và Ngọc Lan sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn. Thế nhưng trong những ngày qua, cả hai tiếp tục nằm trong tâm bão dư luận. Ồn ào bắt nguồn từ phát ngôn không rõ ràng của mẹ ruột Ngọc Lan, vô tình đẩy cả ba vào những thị phi không đáng có. Cụ thể trên trang cá nhân, Thanh Bình đã thể hiện sự tôn trọng và quý mến dành cho mẹ của vợ cũ. Anh đưa con trai về thăm bà ngoại, đồng thời vẫn xưng hô mẹ con đầy tình cảm. Nếu sự việc dừng lại ở đây thì sẽ tốt đẹp cho cả đôi bên. Nhưng là bình luận đầy hàm ý của mẹ ruột Ngọc Lan trên trang cá nhân của con rể, vô tình thu hút sự chú ý. Mẹ và rất nhiều người tin con ngoan hiền, hiếu thảo, biết lo cho gia đình. Nhưng nhà con nuôi ông nhiều quá, nên giờ Louis phải chịu cái hoàn cảnh này, bà viết. Điều này dấy lên tin đồn chính Ngọc Lan mới là người sai, đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm. Mẹ của nữ diễn viên sau đó đã phải lên tiếng giải thích, thế nhưng số đông vẫn chưa hài lòng. Nhiều người thậm chí còn vào trang cá nhân của mẹ Ngọc Lan để lại những bình luận tiêu cực. Họ cho rằng bà đang đứng về phía con rể mà giao tiếng ác cho chính con ruột mình. Và Thanh Bình cũng không đứng ngoài vòng xoáy thị phi. Giữa những lời chỉ trích khá gay gắt, Thanh Bình vẫn im lặng như thói quen. Thế nhưng anh đã thay đổi toàn bộ ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân bằng màu đen ảm đạm. Động thái của nam diễn viên nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và đồng nghiệp. Về phía Ngọc Lan, cô cũng không hề lên tiếng khi bị cho là cơm không lành, canh không ngọt với chính mẹ đẻ của mình. Thông qua những hoạt động nữ diễn viên cập nhật trên mạng xã hội, có thể thấy cô đang khá bận rộn với công việc. Im lặng trước bão dư luận cũng là cách làm quen thuộc của nữ kiều nữ. Im lặng trước cơn bão dư luận cũng là cách làm quen thuộc của kiều nữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, share và để lại bình luận cảm nghĩ của mình. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để xem những video mới nhất nhé.